Mến chào các bạn đang quay trở lại với kênh Organic Everyday. Một mùa bơ đang đến rất gần rồi đây. Và giới thiệu cho mọi người một loại bơ thơm ngon và béo ngậy đang làm mưa làm gió ở thị trường chúng ta. Đó là giống bơ 034. Quả bơ 034 có độ dẻo, vị béo cao, hạt nhỏ và vỏ mỏng. Mỗi quả nặng tầm 500-800g. Và trong video lần này, Sunny sẽ hướng dẫn các bạn làm sinh tố bơ ngon đúng điệu. Các bạn hãy nhớ chọn những quả bơ chín khi xay nha. Bơ chín là khi ấn vào thấy mềm và cầm nặng tay. Nguyên liệu của ngày hôm nay gồm có bơ, sữa tươi không đường, sữa đặc, một ít đá viên, dừa nạo và đậu phộng. Đầu tiên thì các bạn bổ đôi quả bơ theo chiều dọc, tách lấy hạt và nạo lấy phần thịt. Và sau đó thì cho thêm ít sữa đặc, sữa tươi và cho tầm 5-6 viên đá vào cối xay. Đá sẽ giúp làm lạnh và hỗn hợp sánh mịn hơn. Đặc điểm của sinh tố là xay càng nhuyễn thì càng ngon đó nha. Xay đến khi thấy hỗn hợp sánh mịn và bong lên là được. Cuối cùng là rắc một ít dừa nạo và đậu phộng trên bề mặt để trang trí. Bây giờ Sunny sẽ mời mọi người cùng thưởng thức ly sinh tố bơ thơm ngon và béo ngậy nào. Sau video lần này, hy vọng các bạn sẽ trổ tài thực hiện pha chế cho cả nhà của mình. Và các bạn đừng quên like và subscribe kênh YouTube của Sunny nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các tập tiếp theo của Organic Everyday.